bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục làm món cá chim sốt siêu cay nhé. Gia vị của mình chủ đạo là món ớt nhé, sau này hành nhá, tỏi, cà chua và hành khô nữa nhá. Rồi và các bạn theo chân mình đi sơ chế và làm món cá sốt siêu cay nhá. Giờ mình sẽ làm nước sốt gia vị xương cay nhá các bạn nhá. Gia vị mình đã thái xong, bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt nha các bạn nhá. Các bạn đi theo chân mình nhé.